Chào mừng các bé đến với kênh Cổ tích cho con. Ngày hôm nay, mẹ Tin sẽ đọc cho các bé nghe phần 2 câu chuyện cổ tích Bầy chim thiên nga. Nàng công chúa Lyra tưởng nhớ đến các anh, đến Thượng đế Chí Nhân. Chắc chắn là người sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Người sinh ra những cây táo dại dành cho kẻ đói và nàng đã run rủi tìm được một cây chiếu quả. Nàng dừng lại ăn táo rồi lại lên đường. Cảnh vật im phăng phắc đến nỗi nàng nghe thấy cả tiếng bước chân nàng đi và tiếng lá rào rạo dưới chân nàng. Không có lấy một bóng chim, không có lấy một tia sáng xuyên qua những cành cây to lớn rậm rạp. Nhìn xa, những cây cao mọc xít vào nhau như một hàng rào sắt. Chưa bao giờ Lyra thấy một cảnh tĩnh mịch như vậy. Đêm đến, nàng càng lo ngại. Trong rêu chẳng có lấy một con đom đóm nào. Nàng nấp vào một nơi để ngủ. Nàng mơ thấy vòm lá rẽ ra và Thượng đế Chí Nhân đang nhìn nàng. Các tiên đồng xinh xắn đáng yêu đang bay lượn trên đầu nàng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nàng chẳng còn biết rằng đã nằm mơ hay đã chứng kiến một cảnh thật. Nàng lại lên đường. Đi được mấy phút, nàng gặp một bà lão tay mang một giỏ đầy mận. Bà cho Lyra mấy quả. Nàng hỏi bà có thấy 11 hoàng tử qua cánh rừng không? Không, bà cụ trả lời. Nhưng hôm qua ta đã trông thấy 11 con thiên nga. Mỗi một con đội một chiếc mũ miện bằng vàng rồi đổ xuống bơi lội trên dòng suối gần đấy. Bà đưa Lyra đến một bờ suối. Những cành cây dài rậm lá hai bên bờ suối giao nhau thành một cái nôi trên mặt nước. Lyra chia tay bà cụ và đi men suối tới tận quãng suối đổ ra đại dương. Trước mặt nàng là biển cả mênh mông, xanh ngắt, không một cánh buồm, một bóng thuyền. Làm thế nào mà đi xa hơn nữa bây giờ? Nàng ngắm những hòn đá cuội trên bờ bể. Nhiều vô kể, nước biển đã mài mòn đi. Thủy tinh, sắt, đá, tất cả những vật gì trôi dạt đến đây đều bị nước mài nhẵn thín, mịn như bàn tay của nàng công chúa. Đại dương, nàng nghĩ thầm, đã đẩy mọi vật lăn không ngừng và cuối cùng trở nên trơn tru. Ta cũng muốn không bao giờ mệt mỏi, làn sóng trong vắt, ta hiểu sóng muốn dạy ta điều gì rồi. Một ngày kia, nhất định ta sẽ tìm thấy các anh ta. Nàng nhìn thấy giữa đám rong bể 11 chiếc lông thiên nga. Nàng lượm lấy, chắp thành một bó. Nhiều giọt nước lấp lánh trên lông. Chẳng hay đó là nước biển hay là nước mắt. Nàng đứng một mình trên bờ biển. Nhưng không để ý đến điều đó. Nàng mải mê ngắm nhìn cảnh biến đổi không ngừng của biển cả. Khi có một đám mây đen bay tới, biển như muốn bảo nàng. Coi chừng ta sắp bực mình đây. Khi gió nổi, sóng biển ngầu bọt lên. Khi mây đỏ sẫm lại, gió lặng xuống thì biển trông như một khối đá hoa màu hồng. Nước biển khi xanh, khi trắng, nhưng dù biển lặng đến đâu, lúc nào cũng có tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ bên bờ. Nước nhẹ nhàng dâng lên hạ xuống như lồng ngực của một đứa trẻ đang ngủ. Khi mặt trời lặn, Lyra nhìn thấy ở chân trời hiện ra 11 con thiên nga lớn, lông trắng, đầu đội mũ miện bằng vàng, đang bay về phía đất liền. Chúng bay nối đuôi nhau thành hình một dải trắng dài. Nàng chạy đến một quãng bờ cao và nấp sau một bụi cây. Đàn thiên nga xả xuống gần nơi nàng và vỗ những bộ cánh rộng và trắng. Khi mặt trời vừa lặn, bỗng lông chim rụng hết và Lyra thấy hiện ra 11 hoàng tử xinh đẹp, các anh nàng. Nàng reo to lên mặc dù họ đã biến đổi nhiều, nhưng nàng cảm thấy ngay đây chính là các anh nàng. Nàng chạy lại ôm chầm lấy họ và thiếu tít gọi tên từng người. Khi họ nhận ra cô em út giờ đã lớn và xinh đẹp hơn xưa, họ mừng quýnh lên. Họ vừa cười vừa khóc và thuật lại sự độc ác của mụ dì ghẻ. Hoàng tử cả nói các anh buộc phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Do đó các anh phải bay sát đất liền vào lúc gần tối. Nếu lúc ấy các anh còn bay trên cao thì các anh sẽ rơi xuống đất. Đây không phải là nơi mà các anh ở. Các anh ở bên kia biển, có trong một xứ sở cũng đẹp như xứ sở này.
đường sang nơi ấy rất xa, phải vượt qua đại dương và nửa đường không có hòn đảo nào để có thể ngủ đỗ lại được. Ở chính giữa đại dương chỉ có một tảng đá mà các anh có thể chen chúc nhau mà nghỉ chân. Khi có thủy triều, nước dâng lên tận chỗ các anh đậu. Tuy thế, các anh vẫn đội ơn Thượng Đế đã đặt ở đấy một tảng đá để các anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Không có tảng đá ấy, các anh không thể nào trở lại tổ quốc. Vì muốn vượt đại dương, mỗi năm các anh phải bay trong 2 ngày, 2 ngày dài nhất trong 1 năm. Mỗi năm một lần, các anh được phép về đây và nghỉ lại 11 ngày. Lúc đó, các anh bay lượn trên khu rừng lớn, các anh nhìn tòa lâu đài, nơi chôn rau cắt rốn của chúng ta và nơi cha chúng ta đang ở, nhìn vào các chuông nhà thờ cao vút, gần đấy là nơi mẹ thân yêu của chúng ta đang yên nghỉ. Nơi đây, cây cối và bờ bụi đều là những người đốt than hát lên những bài hát cổ, đã giúp cho chúng ta nhảy múa khi chúng ta còn bé. Hình như có cái gì thu hút các anh về chỗ này, và cuối cùng các anh lại tìm thấy em gái bé nhỏ của các anh. Các anh còn ở đây 2 ngày, rồi lại phải vượt biển để quay về xứ sở xinh đẹp xa lạ kia. Hay là các anh đưa em cùng đi, nhưng các anh chẳng có tàu bè gì cả, biết làm thế nào? Em có thể làm cách nào cứu được các anh không? Nàng Lisa hỏi. Và họ chuyện trò gần suốt đêm, họ chỉ ngủ được trong giây lát, bỗng có tiếng cánh chim đập trên đầu, làm Lisa tỉnh giấc. Đó là 11 hoàng tử lại biến thành thiên nga, đang bay lượn vòng trên đầu nàng. Họ bay đi, bay cao mãi, rồi bay xa. Nhưng một hoàng tử, cậu út, ở lại một mình bên em gái, cậu rúc đầu vào lòng nàng, còn nàng thì vuốt ve bộ lông thiên nga của cậu. Họ ở bên nhau suốt cả ngày hôm ấy. Đến chiều, các anh khác bay về và khi mặt trời vừa lặn, họ lại trở thành người. Người anh cả nói, ngày mai các anh phải đi và 1 năm nữa mới được quay trở lại đây. Nhưng các anh không thể để em ở lại đây được, em có can đảm đi theo các anh không? Cánh tay các anh đã từng ấm em qua rừng, cánh của tất cả các anh chắp lại chẳng nhẽ không đủ sức để chở em qua bên kia bờ biển hay sao? Nàng út nói, vâng, các anh đem em đi với. Suốt đêm, họ tết được một tấm lưới chắc chắn bằng cõi và dây liễu. Lisa nằm ngủ trên tấm lưới ấy và khi mặt trời vừa hiện ra, các anh nàng đã biến thành thiên nga, dùng mỏ kéo lưới bay lên mây. Mang theo nàng em gái đã ngủ rất bình thản. Tia nắng rọi vào mắt nàng, một con thiên nga vội bay ngay lên phía trên, lấy bộ cánh rộng để che cho nàng ngủ. Khi Lisa tỉnh giấc thì họ đã bay rất xa khỏi đất liền. Bay cao trên mặt biển như thế, nàng cảm thấy đang sống một giấc mơ diệu kỳ. Bên cạnh nàng có một cành cây có quả và một bó rễ cây ăn được. Đó là hoàng tử út đã chăm lo đến việc ấy cho nàng. Nàng mỉm cười như để cảm ơn anh. Nàng nhận ra anh rất rõ, chính hoàng tử út lúc nãy đã bay trên lưới che nắng. Lúc này họ bay cao đến nỗi chiếc tàu đầu tiên mà họ trông thấy giống như một con chim hải âu đậu trên mặt nước. Đằng sau họ có một đám mây lớn tựa như trái núi. Nàng nom thấy bóng nàng và các hoàng tử rọi vào đám mây. Chưa bao giờ nàng thấy cảnh đẹp như vậy. Nhưng mặt trời càng lên cao, mây càng đi xa thì bóng cũng biến mất. Họ bay suốt ngày không ngừng như một mũi tên rít trong không gian. Nhưng họ bay chậm hơn thường ngày một chút vì còn phải khiêng cô em gái nhỏ. Thời tiết bỗng xấu đi và trời đã sắp tối. Lisa lo lắng thấy vầng thái dương lặn xuống chân trời mà không hề thấy tảng đá nào nhô lên mặt biển. Nàng cảm thấy đàn thiên nga vỗ cánh mạnh hơn. Trời, nàng thầm nghĩ, nếu các anh ta không kịp bay đến nơi, chính là lỗi tại ta rồi. Khi mặt trời lặn, các anh sẽ biến thành người và sẽ rơi tõm xuống biển, chết đuối mất. Tự đáy lòng nàng, cầu khẩn xin Thượng Đế cứu giúp, nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy tảng đá. Mây đen kéo đến, gió thổi mạnh, báo hiệu một cơn giông tố. Mây tụ thành một đám xám xịt như chì, chớp lóe liên hồi. Mặt trời đã xuống tới mặt biển. Nàng Lisa cảm thấy trái tim tan vỡ,
Có lúc đàn thiên nga trao xuống rất nhanh, làm nàng tưởng như đang rơi xuống biển. Nhưng không, đàn thiên nga đã lượn lên, mặt trời chìm một nửa xuống nước, thì nàng thấy ngay hòn đảo bên dưới, trông nó không lớn hơn một con hải cẩu đang thò đầu lên trên mặt nước. Mặt trời lặn nhanh, chỉ còn lại một dải sáng và mỏng ở phía chân trời khi nàng đặt chân lên thẳng đá, rồi ánh mặt trời vụt tắt như mảnh giấy rụi cháy. 11 hoàng tử và Lyser chen chúc nhau trên tảng đá chỉ vừa đủ chỗ cho họ đặt chân. Sóng biển cao vượt qua cả đầu họ. Trời sáng lóe lên như rực cháy và sấm sét nổ ran không ngớt. Nhưng 12 anh em cầm tay nhau và hát những bài kinh nguyện để lòng thêm can đảm. Sáng ra, không khí trong sạch và mát mẻ. Mặt trời vừa ló lên, đàn thiên nga lại cùng nàng Lyser bay đi. Biển vẫn còn động. Từ trên cao nhìn xuống, ngọn sóng xanh sẫm ngầu bọt, họ cảm thấy như hàng triệu con thiên nga đang rập rờn trên mặt nước. Khi mặt trời lên cao hơn nữa, nàng Lyser nhìn ra phía trước, thấy trong không gian một dải đất toàn là núi non với những tảng băng lóng lánh. Nàng trông thấy một tòa lâu đài vĩ đại, có những hàng cột chồng chất lên nhau bao quanh. Phía sau là một khu rừng sồi và rất nhiều hoa. Lyser hỏi các anh, có phải đấy là nơi các anh định đến không? Nhưng đàn thiên nga lắc đầu. Cảnh vật mà nàng trông thấy là tòa lâu đài trắng lệ, hình dáng luôn luôn thay đổi của bà tiên Morgan. Không một người nào có thể vào đấy được. Lyser mãi ngắm phong cảnh tuyệt vời ấy, bỗng núi non, lâu đài, cây cối biến đi tất cả. Và thay vào đó là 20 tòa nhà thờ hiên ngang, giống nhau như hệt. Tòa nhà nào cũng có chòi cao và gác chuông tráng lệ. Lyser tưởng như nghe thấy tiếng đại phong cầm, nhưng đó chỉ là tiếng thì thầm của biển cả. Nàng đang bay sát vào các nhà thờ, bỗng các công trình ấy biến ngay thành một đoàn thuyền vĩ đại, căng buồm, lướt sóng rất nhanh rồi biến mất. Những cảnh huyền ảo cứ như thế hiện ra suốt cuộc hành trình, cho đến lúc họ nhìn thấy dải đất họ định bay tới. Nơi đó sừng sững những ngọn núi xanh lam cao ngất với những khu rừng đầy cây bá hương, những tòa lâu đài và nhiều thành phố. Trước khi mặt trời lặn rất lâu, Lyser đã được đặt xuống một tảng đá, ngay cửa một cái hang, nền đất phủ đầy dây leo như một tấm thảm tuyệt đẹp. Đêm nay em ước, em mơ thấy gì? Hoàng tử Út vừa hỏi, vừa chỉ cho cô em gái phòng ngủ của nàng. Em cầu xin Thượng Đế cho em mơ thấy phép giải thoát cho các anh, Lyser đáp. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Nàng cầu xin Thượng Đế cứu giúp nàng. Khi đã ngủ thiếp đi, nàng vẫn cầu nguyện. Nàng mơ thấy như lại bay qua trong không gian, tới tòa lâu đài bà tiên Morgan và bà ta tiến lại đến trước mặt nàng, đẹp một cách lộng lẫy, giống hệt như bà tiên đã cho nàng mấy quả mận. Và kể chuyện đàn thiên nga đội mũ miệng cho nàng nghe khi nàng đi tới khu rừng. Các anh con có thể được giải thoát, bà tiên nói, nhưng liệu con có đủ can đảm và bền gan để cứu các anh con không? Nước còn mềm hơn đôi bàn tay thanh nhã của con, nhưng nước chảy đá cứng nhất cũng phải mòn. Có điều là nước sẽ không cảm thấy đau đớn như đôi bàn tay con sẽ phải chịu đựng. Nước không có tim nên không biết đau như con. Con sẽ gặp nhiều nỗi gian nguy. Con có thấy cảnh tầm ma ta cầm trong tay không? Quanh cái hang con đang ngủ, tầm ma mọc nhiều lắm, nhưng chỉ có loại tầm ma này và loại tầm ma mọc ở nghĩa địa mới dùng được. Con chớ nên quên điều đó. Con phải đi hái cây ấy về và con sẽ bị phồng tay lên, đau đớn vô cùng. Con hãy lấy chân dẫm nát cây ra và sẽ được một loại sợi gai mà con sẽ dùng để dệt 11 chiếc áo dài tay. Dệt xong, con quàng áo lên 11 con thiên nga và như vậy là phép ma sẽ tiêu tan. Nhưng con phải nhớ rằng, từ lúc bắt đầu dệt cho đến khi dệt xong, con không được nói một câu nào. Dù phải dệt bao nhiêu năm, con cũng không được nói. Nếu con chỉ nói một tiếng thôi, thì tiếng nói đó sẽ như một sát dao đâm xuyên tim các anh con. Như vậy là tính mạng các anh con sẽ treo trên đầu lưỡi của con đó. Bà Thiên đặt cành tầm ma vào tay nàng Lyser và bàn tay nàng đau như bị bỏng. Nàng bừng tỉnh, trời đã sáng rõ, bên nàng là cành tầm ma mà nàng đã mơ thấy. Nàng quỳ xuống tạ ơn Thượng Đế và ra khỏi hang
bắt đầu làm việc để cứu các anh. Nàng hăm hở bẻ cây tầm ma, tay nàng cháy bỏng lên, chẳng mấy lúc hai cánh tay nàng bị phồng cả lên. Nhưng nàng thản nhiên chịu đựng đau đớn, miễn là giải thoát cho các anh. Nàng lấy chân không, giẫm nát cây tầm ma và bắt đầu dệt những chiếc áo xanh thẫm. Khi mặt trời bắt đầu lặn, các anh nàng trở về, họ rất sợ hãi khi thấy nàng bị câm. Lúc đầu họ tưởng rằng đó lại là phép ma mới của mụ dì ghẻ độc ác. Nhưng khi trông thấy hai bàn tay cô em, họ hiểu ngay rằng nàng đang làm việc cho họ. Người anh trẻ nhất òa khóc lên, nước mắt nhỏ xuống làm mất ngay những chỗ phồng da và ly dơ không thấy đau đớn gì nữa. Nàng thức suốt đêm để dệt áo, nàng không muốn nghỉ ngơi trước khi giải thoát được cho các anh nàng. Ngay cả hôm sau, nàng ngồi một mình trong lúc đàn thiên nga bay đi, nhưng nàng chẳng hề thấy ngày dài nữa. Nàng dệt xong một cái áo và bắt đầu dệt sang tấm thứ hai. Bỗng có tiếng tù và của người đi săn vang lên trong núi. Tiếng tù và nghe càng gần, nàng càng lo sợ. Nàng chợt nghe thấy tiếng chó sủa, nàng hoảng hốt trốn vào trong hang. Nàng quấn chiếc áo đã dệt thành một bọc và ngồi lên trên. Bỗng một con chó to chạy đến, theo sau cả đàn chó săn. Một lát sau, tất cả những người đi săn đã tụ tập ở cửa hang. Đây là cuộc đi săn của nhà vua trị vì xứ này. Nhà vua tiến thẳng về phía nàng Lisa. Chưa bao giờ ngài thấy một thiếu nữ xinh đẹp như thế. Ngài hỏi nàng, làm sao mà nàng lại tới chỗ này, hỡi cô bé kiều diễm kia? Lisa chỉ lắc đầu vì cần phải giữ miệng để cứu lấy tính mạng của các anh nàng. Cùng lúc ấy, nàng giấu đôi tay xuống dưới vạt áo để nhà vua không nhìn thấy đôi tay bị phồng lên. Nàng hãy đi theo ta, nhà vua phán, nàng không thể ở đây được. Nếu nàng vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, nàng sẽ bận xiêm y may toàn bằng nhung lụa và ta sẽ ban cho nàng một mũ miện bằng vàng. Nàng sẽ ở lại trong cung điện. Rồi nhà vua đặt nàng lên yên ngựa, nàng chắp đôi tay lại khóc lóc, nhưng nhà vua khẽ bảo nàng, ta không muốn làm hại nàng đâu, một ngày kia nàng sẽ cảm ơn ta. Nói rồi, nhà vua ôm nàng ngồi phía trước, phóng ngựa qua núi, cả đoàn người đi săn theo sau. Đến sẩm tối họ về kinh thành, nhà vua đưa nàng Lisa vào cung. Trong những gian phòng rộng bằng đá hoa, có những vòi nước chảy rất kỳ diệu. Tường nhà treo đầy chân dung, nhưng nàng chẳng chú ý đến vật gì cả. Nàng chỉ than vãn khóc lóc, nàng lơ đãng, kệ cho các cung nữ mặc cho nàng những bộ quần áo lộng lẫy, đính ngọc trai vào mái tóc nàng và đeo găng vào đôi tay cháy xém của nàng. Phục sức như vậy, nàng lại càng xinh đẹp bội phần, đến nỗi cả triều đình phải cúi rạp người trước sắc đẹp của nàng. Mặc cho vị giáo chủ lắc đầu phản đối và quả quyết rằng cô gái người rừng này hẳn là một mụ phù thủy, có đôi mắt đốt cháy và làm điên đảo trái tim của nhà vua, ngài vẫn tuyên bố rằng nàng là vị hôn thê của ngài. Một đại hội được tổ chức, các cô thiếu nữ diễm lệ nhất trong nước nhảy múa những bản vũ đẹp nhất. Nhưng trong ánh mắt và đôi môi của nàng Lisa không thấy hiện ra lấy một nụ cười và chỉ thấy vẻ đau đớn buồn phiền. Nhà vua mở cả một phòng ngủ dành cho nàng. Phòng được căng toàn thảm xanh biếc, loại rất quý, trông hệt như khung cảnh cái động trong đó mà nhà vua gặp nàng. Trên sàn nhà là bó cây tầm ma nàng dùng để dệt áo và trên trần nhà treo chiếc áo đã dệt xong. Một người trong đoàn đi săn thấy lạ đã mang các thứ đó về. Nhà vua nói, ở như thế này em có thể tưởng tượng như đang ở chốn cũ của em, có cả những thứ em chiều mến hoặc thường dùng trước đây. Với những vật ấy, giữa cảnh xa hoa, em vẫn sống bằng trí tưởng tượng của cuộc đời trước đây. Khi nàng Lisa nhìn thấy những thứ mà trái tim nàng tha thiết mong muốn thấy, môi nàng nở ra một nụ cười và da mặt lại hồng hào tươi tắn lên. Nàng nghĩ đến tính mạng của các anh và cúi xuống hôn tay nhà vua. Ngài ôm nàng vào ngực và truyền lệnh rung chuông nhà thờ liên hồi để báo tin ngài làm lễ thành hôn. Thế là cô gái câm trở thành hoàng hậu. Giáo chủ thì thầm vào tai nhà vua không biết bao nhiêu lời sàm tấu. Nhưng những lời đó không lay chuyển nổi ý định của nhà vua và lễ cưới vẫn cứ bắt đầu. Giáo chủ phải đích thân đặt mũ miện lên đầu nàng Lisa, lão ta độc ác, ấn sụp mũ miện xuống trán nàng, làm cho nàng bị đau ở đầu.
nhưng nàng vẫn cứ cho ra, không còn thấy đau đớn về thể xác nữa, tim nàng còn đau hơn thế nữa vì chưa giải thoát được các anh nàng. Nàng vẫn câm vì chỉ một lời thôi cũng có thể giết chết các anh nàng. Nàng chỉ biết dùng đôi mắt để tỏ lòng biết ơn nhà vua nhân đức đã tìm hết cách để an ủi nàng. Càng ngày nàng càng yêu nhà vua và trong thâm tâm nàng cũng muốn gửi gắm nhà vua nỗi đau khổ của nàng, nhưng nàng không thể nói lên được. Đêm nào cũng vậy, nàng lại vào trong gian phòng xinh xắn, trang hoàng hệt như hang đá cũ và tiếp tục dệt hết chiếc áo này sang chiếc áo khác, dệt đến chiếc thứ bảy thì hết sợi tầm ma. Nàng biết rằng giống tầm ma chỉ mọc ở nghĩa địa thôi và phải đích thân nàng đi hái mới được. Làm sao mà ra nghĩa địa được bây giờ, nàng nghĩ thầm. Ôi, tay ta có đau đớn đến mấy cũng không thể so sánh với nỗi đau đang đè nặng tim ta. Ta muốn hy sinh tất cả cho các anh, Thượng Đế sẽ phù hộ cho ta. Run rẩy như đang làm một việc xấu xa. Một đêm sáng trăng, nàng xuống vườn, đi theo con đường lớn qua các phố vắng ngắt tới gần nghĩa địa. Ở đấy, nàng thấy những mụ phù thủy già khọm và kinh tởm đang ngồi quay tròn trên nấm mồ lớn nhất. Chúng quẳng tất cả quần áo đi như sắp sửa đi tắm và dùng những ngón tay gầy guộc dài ngoằng để bới những ngôi mộ mới. Đi giờ phải đi ngang qua chỗ chúng và chúng quằm quặm nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn lẩm bẩm đọc kinh. Nàng hái ít cây tầm ma rồi trở về cung vua. Chỉ có một người nom thấy nàng ra nghĩa địa, đó là lão giáo chủ. Trong lúc mọi người đã ngủ, chỉ có lão còn thức, lão cho rằng lão đã đoán rất đúng về những hành vi khả nghi của hoàng hậu. Theo lão, chính hoàng hậu là một mụ phù thủy đã mê hoặc nhà vua và toàn thể thần dân. Hôm sau, lão kể với đức vua chuyện xảy ra đêm trước. Nhưng trong lúc lão kể, những pho tượng quanh đó đều lắc đầu như muốn nói nàng Ly Dơ vô tội. Lão giáo chủ lại xuyên tạc ngụ ý của những cái lắc đầu ấy và nói rằng các pho tượng đang kết tội hoàng hậu. Thế là hai giọt nước mắt lan dài trên má nhà vua và ngài trở về cung mang theo một mối nghi ngờ kinh khủng trong lòng. Đêm sau, ngài giả vờ ngủ và trông thấy nàng Ly Dơ đi ra như vậy, và lần nào nhà vua cũng theo dõi nàng cho đến khi nàng trở về cung. Càng ngày nhà vua càng trở nên lầm lì, nàng Ly Dơ cũng không hiểu vì sao. Đó lại thêm một nỗi buồn cho nàng, nhưng mối lo âu lớn nhất vẫn là việc giải thoát cho các anh của nàng. Những hạt lệ của nàng tuôn trên nệm gấm, chăn nhung của hoàng gia như những hạt kim cương lóng lánh. Tuy thế, ai thấy nàng cũng vẫn ganh tị về sắc đẹp của nàng. Công việc của nàng cũng đã gần xong, chỉ còn phải dệt một chiếc áo nữa thôi. Nhưng sợi cây tầm ma lại hết, nàng phải ra ngoài thêm một lần nữa để hái vài nắm. Nghĩ đến việc đi đêm hôm và những mụ phù thủy ghê tởm, nàng rùng mình. Nhưng ý muốn của nàng không gì lay chuyển được và nàng cũng rất mực tin tưởng vào Thượng Đế. Nàng lại ra nghĩa địa, nhà vua và giáo chủ theo gót nàng, họ thấy nàng đi vào cửa nghĩa địa rồi biến mất. Vào tới gần nơi, họ mới nhìn thấy mụ phù thủy ngồi trên một ngôi mộ. Nhà vua chạy về, ngài đã tưởng tượng trong đám phù thủy ấy có con người mà tối tối ngài ấp đầu vào ngực. Dân chúng sẽ xét xử. Ngài phán quyết như vậy, dân chúng kết tội hoàng hậu phải chết thiêu. Từ gian phòng huy hoàng, nàng bị giông đến ngục kín, gió rít qua những chấn song cửa sổ bằng sắt. Thay vào nhung lụa, người ta cho nàng bó tầm ma nàng đã hái về để gối đầu. Những tấm áo thô còn đầy gai, dệt bằng sợi tầm ma, được trải làm giường nằm. Gai đâm vào người nàng bọc ran, nhưng nàng lại lấy làm thích thú. Nàng lại bắt tay ngay vào việc tạ ơn Thượng Đế. Ngoài phố, trẻ con hát, bài hát nguyền rủa nàng. Chẳng có ai an ủi nàng lấy một câu. Chiều đến, một con thiên nga bay đến đậu vào cửa sổ. Đó là hoàng tử Út đã tìm thấy tung tích của nàng. Nàng sung sướng vô cùng, mặc dù nàng biết rằng mai sẽ là đêm cuối cùng của đời nàng. Chả là công việc của nàng đã gần xong và các anh nàng cũng không xa nàng mấy. Giáo chủ đến để làm phép rửa tội cho nàng. Nhà vua đã lệnh cho lão làm việc ấy. Ly Dơ lắc đầu và làm hiệu cho lão, bảo lão hãy để cho nàng yên. Ngay đêm ấy, nàng phải hoàn thành công việc của nàng. Nếu không, bao nhiêu đau buồn, nước mắt và bao đêm mất ngủ cũng trở nên vô ích. Giáo chủ vừa đi ra vừa cào nhàu, nhưng nàng biết mình vô tội.
đàn chuột nhắt lon ton trên sàn nhà và gỡ sợi tầm ma giúp nàng. Một con họa mi đậu trên cửa sổ hót suốt đêm để khuyến khích nàng. Trước khi mặt trời mọc, 11 hoàng tử anh nàng bước vào cung xin được yết kiến nhà vua. Người ta bảo họ rằng không được vì trời chưa sáng và không thể đánh thức nhà vua dậy lúc này được. Các hoàng tử van nài chán rồi dọa dẫm. Đội cấm binh kéo đến, nhà vua cũng thân chinh ra hỏi tại sao lại làm ầm ĩ lên như vậy. Vừa lúc ấy mặt trời ló lên, các hoàng tử chẳng còn đấy nữa. Người ta chỉ thấy 11 con thiên Nga đội mũ miện vàng đang bay lượn trên hoàng cung. Nhân dân kéo đến ngoài cổng thành để xem thiêu mụ phù thủy. Người ta đã bắt nàng Ly Dơ mặc áo vải thô, bộ tóc dài xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi má nàng tái nhợt như da người chết, đôi môi nàng như cầu nguyện, trong lúc đôi tay vẫn tiếp tục may vá. Ngay trên đường đi đến chỗ chết thiêu, nàng vẫn không ngừng may áo. Vì nàng đã dệt và may xong 10 chiếc, chỉ còn chiếc thứ 11 nữa, nên nàng ráng hết sức may cho xong trước giờ chết thiêu. Kìa, trông mụ phù thủy kìa, nhìn xem nó đang lẩm nhẩm cái gì trong mồm, nó chẳng có lấy một cuốn thánh kinh trong tay, phải xé tan làm muôn mảnh cái bọc quỷ quái nó cặp kè bên mình kia. Mọi người xô đẩy nhau và sắp sửa giành lấy bọc quần áo, bỗng nhiên 11 con thiên Nga bay tới, chúng đậu xung quanh nàng và vỗ những bộ cánh dài và rộng, đám đông kinh ngạc lùi lại. Đó là điểm trời ấy, chắc hẳn là cô ta vô tội, nhiều người thì thào. Đao phủ đã nắm lấy tay Ly Dơ, nàng vội tung 11 chiếc áo lên đạn thiên Nga, chúng biến ngay thành 11 hoàng tử chạy măng. Riêng hoàng tử Út còn lại một cánh thiên Nga thay vào cánh tay, vì một chiếc áo chưa may xong còn thiếu một tay. Giờ thì tôi đã nói được rồi, Ly Dơ reo lên, tôi vô tội. Nhân dân thấy thế vội quỳ xuống trước mặt nàng như một thánh nữ, nhưng nàng đã ngã lăn ra, ngất đi trong tay các anh nàng. Vì làm nhiều việc, lo lắng nhiều và đau đớn nhiều, nàng đã kiệt sức. Đúng thế, em chúng tôi vô tội, hoàng tử tuyên bố. Và hoàng tử kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trong khi hoàng tử kể chuyện, một mùi hương tỏa ra như có hàng triệu đóa hồng ở gần đâu đấy. Đó là những thanh củi trên giàn thiêu đã bé rễ mọc thành hoa lá. Lúc này giàn thiêu cũng đã biến thành một khóm hoa hồng. Trên cùng là một đóa hồng thạch, lóng lánh như một ngôi sao. Nhà vua hái lấy bông hoa cài vào ngực Ly Dơ. Nàng tỉnh dậy, lòng đầy vui sướng và hạnh phúc. Bỗng nhiên, tất cả chuông nhà thờ không ai giật đều rung lên cả. Chim chóc kéo tới hàng đàn và trong cung vua mở một ngày hội lớn chưa từng có từ trước đến nay. Và qua bao nhiêu gian nan vất vả, nàng Ly Dơ đã cứu được các anh của nàng. Nàng sống hạnh phúc cùng nhà vua. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hãy bấm like và đăng ký kênh Cổ Tích Cho Con để nghe những câu chuyện mới nhé.